phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời nam Thư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh trân trọng kính chào tất cả quý học viên tại lớp cũng như tất cả các vị đang online thánh đế về đạo diệt khổ là nội dung mà chúng ta tìm hiểu hôm nay chúng ta đi từng phần từng phần rất là chi tiết trong bài này bởi vì bài này là một bài tối quan trọng ở trong Phật giáo. Khổ diệt đạo Thánh Đế là gì? Đó là là con đường mà Thánh đi. Đặc điểm ở đây là con đường mà các bậc Thánh đi lên đó. Không đi lên con đường này không phải là bậc Thánh. Phạm phu chúng ta đi theo nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau đi đến địa ngục đi đến thiên đàng đi đến ngã quỷ súc sinh đi đến hai mươi lăm cõi mỗi người chúng ta tạo nghiệp khác nhau cho nên xu hướng về trú xứ khác nhau đây gọi là con đường của phàm phu còn con đường của bậc thánh đó là là thánh đạo thánh đạo này dẫn đến vĩnh viễn đoạn tận khổ trong quá khứ vị lai đặc điểm của con đường này là chúng ta càng đi và điểm đích điểm đến của nó là vĩnh viễn đoạn tận khổ có những con đường đi có đoạn khổ nhưng không vĩnh viễn ví dụ như chúng ta cầu nguyện sinh thiên lên trời chúng ta vẫn còn một tự ngã hướng phước báo và còn một tự ngã còn hữu vi còn hình hài thì còn hữu hoại mà còn có sự thành hoại thì trong đó sẽ có khổ đau cho nên không phải là con đường chấm dứt tận cùng khổ đau đó là đặc điểm khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Khi chúng ta nói rằng tôn giáo nào cũng tốt, cũng dạy người ta ở hiền làm lành, lấn ác làm dữ, à, làm thiện hay làm dữ gật đầu, ta nói sai mà cũng gật đầu. À, lấn ác làm thiện phải không? Nhưng mà nhưng mà chúng ta hiểu rằng đó là cách hiểu ở cái mức nhân thừa, ở mức xã hội. Thì tôn giáo nào mà chẳng dạy người ta như vậy? Và cái quả phước của mọi tôn giáo khác nhau phải không? Và ở chỗ là nó có tận cùng chấm dứt khổ đau hay không? Đó là vấn đề chúng ta cần phải xét lại. Như vậy thì ở đây Thế Tôn khẳng định rằng Con đường thánh đạo này là con đường dẫn đến tận cùng khổ trong quá khứ vị lai Khổ trong quá khứ là những hạt giống tiềm tàng ở trong tâm thức chúng ta Nó là một loại động lực có cái sức nảy nở giống như hạt giống nằm im đó Nhưng khả năng nảy mầm của nó sẽ luôn có mặt khi điều kiện hội đủ. Cũng giống như hạt lúa có năng lực nấy mầm thành cây lúa Năng lực đó không có mất Nhưng chúng ta đi trên con đường thánh đạo Thì những cái hạt nhân khổ Nó có thể nấy mầm ở trong tương lai sẽ bị đoạn trừ Năng lực khổ của nó sẽ bị tiêu hoại Tất nhiên hiện tượng nhân quả không thể khác Nhưng mà tính chất đau khổ không thể nào ngự trị tâm chúng ta Đó là điểm khác nhau giữa có tu tập hay là không có tu tập Còn nói đến cảnh giới hiện tại Trong con đường thánh thì như thế nào Đó là cảnh giới vứt bỏ Nhổ sạch diệt Tận ly nhiễm Nhổ sạch Cái nhiễm ô Vứt bỏ nhiễm ô Diệt tận nhiễm ô Ly nhiễm Ly nhiễm Và đạt đến chỗ gì Chỗ tịch diệt tịch tịnh Và ẩn mất tất cả mọi đau khổ đó là gì hả? Đó là những mẫu chữ miêu tả về tính chất của gì? Của khổ diệt đạo thanh đế. Học Phật Pháp chúng ta nắm vững từng câu, từng chữ, từng lời như vậy. Và tại sao chúng ta nên chọn con đường này? Bởi vì tính chất của nó sẽ đưa chúng ta đến một thế giới bình an, hạnh phúc như vậy. Do vậy cho nên chúng ta mới chọn con đường này. Và con đường đó là con đường gì? Đó là là Thánh Đạo Tam Trì Nói tới Thánh Đạo Tam Trì Chúng ta liền nhớ ngay Tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ chánh nghiệp, tránh mạng, tránh gì? Tránh chánh gì? Tránh tình tấn chánh niệm giả Và chánh định Thuộc lèo phải không à? Nhưng mà bây giờ chúng ta phân tích chánh kiến là gì? Tránh ngữ là gì? Tránh à, nghiệp là gì? Chúng ta phân tích phân tích để chúng ta hiểu không sai hoặc chúng ta hiểu tận cùng hiểu sâu sắc ở trong ngôn từ này chứ nếu không khéo thì chúng ta sẽ hiểu một cách mơ hồ hoặc có thể là chúng ta bị nhầm lẫn hoặc là chúng ta hiểu chưa có thấu triệt ví dụ như thế này phật nói kinh này phật nói tất cả lời của ngài là cho các loài hữu tình vậy thì chúng ta nói hữu tình là ai Hả? Là loài có gì? Có tình thức là loài nào? Đây, 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 nói liệu có tình thức là loài nó có trí Sao nói lung tung vậy? Nói nhà ông A chỗ nào gần nhà ông B Nhà ông B chỗ nào gần nhà ông A Nói vậy ai nói không được Loài hữu là gì có phải không? Tin tức là tình thức Là trí cho đối tượng nào? Ở trong tâm các vị bây giờ liên tưởng ta khi nói này, Loài hữu tình Tâm của các vị tác ý như thế nào? ta ấy lên rồi người rồi gì nữa Lời lời gì nữa đó cho nên khi chúng ta đặt cái ngữ cảnh về không gian và cái nhân tố bên trong đó chúng ta không có miêu tả hết khi chúng ta hữu tình là cái loại siêu việt nhất như là loại trên phi tướng phi vi tướng loại siêu việt như là phạm thiên đế thích và loài hữu tình cùng khổ như trong địa ngục A Tỳ. Phải nhìn ra cái loài hữu tình cao trên đó và thống khổ tới địa ngục. Đó là loài hữu tình. Giáo pháp của Phật đúng là đúng ở trong tất cả các loài hữu tình. Không phải đúng cho người Việt mà không đúng cho người Mỹ hay không phải đúng cho loài người mà không đúng cho loài trời. nó tới hữu tình Giáo nghĩa của Phật tuyệt vời như vậy Ví dụ chúng ta phân tích Về luật Pháp luật Mỹ tự do dân chủ Có nền pháp trị rất là vững chãi Nhưng các nước khác có theo được không? Không theo được đâu Tôi một ví dụ thế này Hai chính trị gia Khi họ tranh cử họ có quyền là nâng cao họ lên và họ họ làm hạ thấp người xuống tranh mà tranh là cuộc đấu với nhau nhưng mà người việt mình là sao người mình làm sai người ta nói một câu nặng với mình mình cũng không có thể nào chấp nhận đừng nói chi là khi tranh cử là nó xúc phạm nhau thậm chí nó còn bày mưu tính kế nó còn dừng chuyện nữa đúng không à? nó dừng làm sao mà không có phạm pháp được rồi nhưng mà cái hay ở chỗ là sau khi tranh cử rồi người ta không có thù hận nữa thậm chí chúng ta thấy như ông biden với bà phó tổng thống kamala phải không à, thì bà hai người hai người lúc mà tranh cử sơ bộ họ có nói xấu nhau không có họ còn bới méo họ còn chớp hai đúng không ạ nhưng mà khi một người đắc cử à, sơ bộ thì lại mời người kia làm gì làm phó nó đi mời người xúc phạm mình làm phó mình có làm nổi không là không nổi nên trong phật pháp rất là hay ở chỗ là khi mình có lỗi thì cầu cái sự khai thị chỉ vậy nhưng mà khi mà mình đã phát người sám hối rồi người ta không được quyền nhắc lại nhắc lại cái người đã bị cứ tội xong họ đã sám hối rồi mà mình nhắc lại thì người nhắc đó là người có lỗi trong Phật pháp chúng ta ta theo này và sau đó thì nhìn mọi việc á, đều thanh tịnh hết và cái người thuận theo không phải là thuận theo cái người cứ tội kia mà thuận theo là thuận theo chánh pháp của Như Lai à cái điểm đó là điểm mà chúng ta thọ trì không có nổi à, vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy giáo giới luật của Phật nó đúng nó đúng từ con người Phật tử thọ trì năm giới nó đúng nó đúng cho ta đâu nó đúng cho ta Đức Như Lai mười phương còn tất cả những cái luật lệ ở trên thế gian nó chỉ đúng ở trong một cái quốc gia đó hả? trong một cái lãnh thổ đó hay trong cái tiểu bang đó làm sao nó so với cái sự thanh tịnh siêu việt của thánh giới Như Lai Vậy thì ở đây chúng ta khi tiếp xúc vào thánh giới của Như Lai Thì chúng ta mới hiểu nó nó kỳ diệu như thế nào Nó thanh tịnh như thế nào Chúng ta không có đủ cái tầm tác ý như vậy Chúng ta sẽ không thấy rằng, không hiểu rằng Thế Tôn nói Đến hôm nay ta và các ngươi mới có thể là cảm nhận được Mới nhận biết được gì Mới chứng biết được cái sự kỳ diệu trong thánh giới Như Lai Cái chữ Như Lai là không phải thánh giới của Phật Thích Ca Mâu Ni Phải hiểu rằng á Thánh giới Như Lai đây là gì đây là cái giới mà của tất cả các đức như lai trong mười phương đều giống nhau. Ngôn từ thì có khác. Ví dụ như ngôn từ Phật nói kinh giới luật thì chúng ta gọi là giới kinh. Nhưng mà ở thời, đại của một đức Phật khác, chẳng hạn như đức Phật có lưu tôn, đức Phật có na hàm, thì có vị thì nói rằng đó là gì? Đó là cam lộ, cam lộ cố. Nhưng có vị thì dùng chữ là là pháp cảnh, pháp cảnh tức là giới và, và, kinh đó à, Cho nên tùy theo ngôn từ miêu tả khác nhau Vì vậy cho nên khi đọc chữ chúng ta tác ý cho đúng Đây là vấn đề Thầy muốn nhắc nhở các vị trong sự tác ý Chúng ta không học Phật Pháp Tự mình đọc một chữ Tự mình hiểu miêu tả cái chữ đó lên Phát khỏa lên trong trí mình Thế nào mình cũng sai Như sớm các vị học Phật Pháp đã lâu Thầy hối hữu tin là gì các vị lúng túng liền Lúng túng liền Trong khi người học Nói ta hữu tình là biết rằng là cao nhất là trên đâu Cổ trời hữu đánh xuống thấp nhất là ở đâu Ở địa ngục A Tỳ Đó là cái không gian to lớn như vậy Và giáo pháp Phật được áp dụng ở trong không gian đó Và Đức Phật nối cho đối tượng ở trong đó à, Chúng ta thấy dễ sợ chưa Người ta cứ như vậy là mới tác ý đúng Bởi thế cho nên hôm nay chúng ta tìm hiểu thế nào gọi là chánh kiến Chánh kiến thánh đệ tử tư duy và khổ tư duy và tập tư duy và diệt tư duy và đạo thánh đệ tử là đệ tử của bậc thánh đệ tử của phật tư duy và khổ à chúng ta có tư duy và khổ không hay là khi khổ chúng ta chỉ la làng thôi khổ lên là nên chúng ta la làng bây giờ chúng ta đang đối diện với cái cảm thọ khổ bức não chúng ta muốn trốn tránh nó chúng ta không muốn đối diện với nó và chúng ta cái than khổ than khổ đó là do là cái âm thanh nó phát ra từ cái tiếng than chứ nó không phải rằng bằng trí tuệ quan chiếu cho nên trí tuệ Văn chiếu đây là nguyên nhân là là hiện tượng khổ là nguyên nhân của khổ từ đâu từ đâu rồi tư duy về về diệt tức là tư duy về cảnh giới sau khi chấm dứt khổ đau tư duy về đạo tư duy về con đường nào để chấm dứt đau khổ mình tư duy tư duy về những cái con đường đó chúng ta thành tựu tùy bác xá na à. thành tựu gì thành tựu nhãn trí minh giác đầu tiên chúng ta tư duy như vậy thì sự giảng trạch pháp tương ưng tác ý vô lậu sẽ xuất hiện câu này nghĩa là sao sự giảng trạch pháp sự giảng trạch tức là gì là khả năng lựa chọn khả năng phân tích khả năng phân biệt khả năng lựa chọn phân tích phân biệt này nó phải hình thành trên cơ sở của học thuật nếu chúng ta không có lắng nghe cái sự chỉ dẫn phân tích thì làm sao chúng ta có thể là đạt đến chỗ là giảng trạch mà giảng trạch tương ứng tác ý vô lậu à Điều này nó khác với tác ý gì? Tác ý hữu lậu Hữu lậu là tác ý do tham, do son, do si Ví dụ như chúng ta muốn học Phật Pháp Chúng ta học thật là nhiều Đôi chi? để chúng ta làm bài điểm nó cao hơn Để chúng ta lấy một cái bằng danh giá hơn Như vậy thì tư duy tác ý là tác ý gì? Hữu lậu Vì cái tác ý đó nó có, có kết hợp với tham Còn nếu như mà thấy ai học dối hơn mình thì sao? À mình sân đây là tư duy tác ý hữu lậu Học Phật Pháp mà dẫn sân Tại vì sao bây giờ người ta học dối không mình đó. Rồi Như vậy thì chân chánh của tư duy Và khổ và tập và diệt và đạo Đó là tư duy với gì Với trạng thái tác ý vô lậu chứ hạn như bây giờ chúng ta khổ Mà chúng ta tư, tư duy Trong cái trạng thái tham Trong cái trạng thái sân Bởi vì chúng ta đang khổ chúng ta tư duy về về nguyên nhân của khổ mà chúng ta chúng ta tức quá tại vì sao Bởi vì tại sao cái nguyên nhân như vậy tại sao chuyện giải xảy ra cho mình tư duy đó là tư duy về cái gì về trạng thái hữu lậu còn trạng thái vô lậu là trạng thái trí tuệ trong sáng nó nhìn nhận thức vấn đề một cách rất là tự nhiên đúng như những gì nó đang diễn ra sở dĩ quá khổ chúng ta nhận hôm nay nguyên nhân của nó từ đâu mà ra tâm chúng ta hết sức là trong lặng như vậy thì chúng ta mới nhận biết được được chưa hả à, rồi gì nữa rồi á sau khi chấm dứt đau khổ rồi chúng ta sẽ như thế nào à, và bằng cách nào để chúng ta chấm dứt đó là những điều mà chúng ta tư duy trong cái trạng thái hết sức khách quan trong sáng đây gọi là tư duy tác ý vô lậu đầu tiên chúng ta chưa có tư duy nhiều được chưa có thông suốt được, cho nên đầu tiên chúng ta chỉ là giảng trạch, à, về, lựa chọn một cách còn còn gì, còn đơn giản, chưa có gì gọi là sâu sắc, chưa có gì là dối gian. Ừ. Chẳng hạn như hồi nhỏ thầy cũng vậy. khi mà đọc kinh di đà thấy cảnh giới cũng tuyệt vời, đọc kinh um, dược sư thấy cũng công tác tuyệt vời kinh này cũng đỡ nhất pháp hoa lại vua của các kinh rồi hoa nghiêm cũng là tối thượng đỡ nhất Vậy cái nào đỡ nhỉ hoa hoa mình ngồi cứ gãi gãi đầu mà đầu mình cũng còn tóc đỡ gãi mà cứ suy nghĩ tại sao đức phật hình như ba phái vậy mình cảm giác đức phật ba phái hay sao á sao phật nói cái nào cũng đứng nhất hết rồi vậy theo mình là có nhất có nhiều vậy phải không Hả? Mà Đức Phật ba phái sao tự nhiên cái nào cũng nhất hết vậy này Nhưng Cái nào nhỉ Rồi mình liên tưởng tới cái ông bán hàng Ông bán, bán hàng ông giới thiệu cái nào cũng đứng nhất hết Và hôm đó ông nói rằng ấy, Là cái mâu của tôi ấy là cũng đứng nhất Mà cái thuẫn của tôi cũng đứng nhất <laughs> Mà liên tưởng tới vậy thì Cái mâu cái thuẫn nó làm sao Nó đối chọi nhau Thì nó làm sao à Cái nào nhất đó. Cho nên tự nhiên cái mình mình không hiểu và có khi mình đọc cái kinh này nối thế này kinh kia lại nối khác kinh này lại nối khác mình cảm giác như mình đi ở trong một cái cái sân mà những cái gạch lát nó lốm chốm mà có miếng có miếng không không hiếu nên 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 nghĩ như thế nào đây là là trạng thái tâm lý của những người mới học đạo rồi bắt đầu chúng ta ngồi phân tích rồi chúng ta ráng chúng ta nhớ chúng ta làm bài chúng ta làm bài làm không được á chúng ta ráng sao chúng ta ráng chúng ta xem tài liệu, chúng ta liếc liếc coi thứ người ta đánh dấu gì, đó, đây là gì, đây là giảng trạch, giãn trạch. rồi sau đó là gì, từ từ chúng ta ở trong trạng thái này lâu, học tập lâu, thì nó sẽ có cái khả năng phân biệt liễu ngộ sâu sắc hơn, chúng ta gọi là cực giảng trạch. những điều như vậy tự nhiên nó sẽ xảy ra. cho nên khi các vị mới học đạo thấy mình hơi lúng túng nhưng mà học năm sống năm tự nhiên mình có thể là mình giải thích một cách trôi chảy mình diễn đạt không có gì khó khăn nữa trước đây đã viết một cái bài ngắn diễn đạt Phật pháp đồ chuẩn năm bảy trang rất là khó nhưng mà bây giờ đây mình có đủ vốn từ ngôn ngữ và cách diễn đạt chánh pháp như vậy thì cái sự cực giãn trạch đã xảy ra ở trong tâm mình rồi tối cực giãn trạch à, trạng thái đó nó sâu hơn nữa tối cực mà Tức là nó phân biệt sâu xa Nó hiểu được cái trạng thái vi tế Nó hiểu được cái cảm thọ khổ Ở trên từng tế bào của cơ thể chúng ta Rồi nó tác động như thế nào Thọ khổ như thế nào Ngày xưa Phải nói rằng Ở Mỹ này phải là một đất nước cực kỳ là phước báo Và văn minh Ví dụ như bán thân của thầy thôi mắc cái bệnh là Là Đợt kháng nó yếu cái sức được kháng nó yếu, hệ miễn dịch yếu nữa, cho nên gần người bệnh đó rất là dễ nhiễm bệnh của người ta. đi vào trong đám tang về của người mình nó mệt mỏi lắm. ngày nào mà đi ăn kỵ, ăn tiệc, ăn cổ nữa, chạy trong đó đông người, cho nên người mình nó cũng mệt. rồi cái thức ăn nào mà nó kỹ kỹ một chút đó, thì cơ thể có vẻ nó không có muốn tiêu hóa, nó cũng mệt. rồi rồi từ đó nó sinh ra thêm cái bệnh nữa là À, dị ứng thời tiết Tại vì miễn dịch nó yếu cho nên nó dễ bị cảm Rồi tay chân mình nó, đỡ nó phản ứng, đỡ nó tồn tại á, Thành ra nó tạo ra những cái cảm thọ rất là mệt mỏi Thường hay mệt mỏi Và rất là khó ngủ Cho nên tối nhiều khi 1-2 giờ sáng mới ngủ Ngủ chút xíu là là dậy rồi Như vậy thì ở trong cái cái thớ trạng như vậy à, Chúng ta sẽ có rất nhiều cái cảm thọ phiền toái và chúng ta muốn nghĩ cái gì cũng không nghĩ nhiều được, muốn tinh tấn công phu sáng tối cũng bị ảnh hưởng và chúng ta bị bị sự gì? bị sự dèm pha đàm tiếu của huynh đệ đồng tu họ cho rằng mình là biến họ nghĩ rằng là tại sao như vậy vậy làm biến thực ra tâm mình không có làm biến nhưng mà bản thân mình mình đang đối phó với nhiều thứ cảm thọ rất là mệt ở trong người của mình rồi tới khi đến Mỹ thì uh, chích cái loại thuốc cô cô quan Ngọc kiếm thuốc chích cho thầy chích thuốc uh, chích cái thuốc uh, nâng cao miễn dịch lên đó cái tự nhiên mấy cái 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 loại bệnh lật vặt nó mất rồi đi ra nhà quàng về nó không có bệnh như trước đông người cũng không không ngán phải không hả như vậy thì những cái cảm thọ phiền toái nó rơi xuống vào con người mình giống như mình được tự do mà trong tâm mình nó thoải mái nó tự do thì nó nảy sinh rất nhiều những sáng tạo, những ý tưởng và trí của mình nó 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 tối cực giãn trạch hơn. Còn trước kia nó nó giãn trạch lát nó mệt nó giãn nổi nữa. Đã. cho nên bao nhiêu đó Đủ thái cũng là một hữu tình, một con người nhưng mà ở trong cái môi trường đó thì nhiều khi người ta không làm được nhiều, nhưng mà ở trong môi trường đây thì nó văn minh, nó phước báo cho nên nó, nó làm cho giúp cho mình mình có thể làm được nhiều việc phước hơn như vậy thì chúng ta thấy đó cũng là một trong những điểm mà đạt đến chỗ cực gián trạch rất là khó nhất là kinh luật luận kinh hiểu kinh nói khác luật nói khác luận nói khác luận có xu hướng phân tích kinh có xu hướng là tuyên bố còn luật có xu hướng là gì là ngăn cấm à, luật mà là giáo điều ngăn cấm không có được trái phạm nhưng có những hữu tình là thích về luật Có những người là thích về giảng nói Luận bàn để hiếu Có những người luận bàn phiền lắm Nói cho tôi mấy câu để tôi, tôi làm theo là được rồi Thì trong phương diện này á Chúng ta thấy rằng khi phân tích sâu Nó sẽ đạt đến chỗ cực giảng trạch Và à, sau mấy chục năm ngồi hướng dẫn cho đại chúng Các vị nghĩ xem hôm nay đâu có còn thị giờ soạn bài nữa từ sáng tới tối bao nhiêu việc Dẫn dắt đạo tràng à, Kiến lập chương trình Mà ngồi đó soạn một bài Ngày xưa khi nghe ai nói câu gì khó nghe Mình bực bội á Thì một giờ hồ sau ấy, mình mới giảng kinh được Tại vì mình bị cái câu bực bội đó nó chi phối Hôm nay cái câu bực bội nó vô lỗ tai Mà nó vô không nổi Nó đứng ngay, ngay, cửa lỗ tai rơi xuống rồi à, Hoặc là nó có cái tiếng vang vô một chút Nó rơi xuống cái cái một liền à. Và mình vẫn đi giảng kinh bình thường Như vậy thì Đó là sự giải thoát do cực giảng trạch diễn ra Hiểu chưa hả? À, thành ra con người chúng ta buồn cười lắm Chúng ta bị nô lệ cho những âm vang Ví dụ như bởi những âm vang Chẳng hạn như người ta thích mình vui Người ta khen câu Người ta thích mình buồn Người ta nói câu à, Và nếu như ai đó Họ muốn sai khiến mình Mình thích vui thì vui thì Họ bố thí Họ xây mình giống như cái Cái trong trống vậy đó Mình không có tự do thành ra mình nghĩ như vậy cái 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 xây này là trần lao đó thế gian nó như là trần lao nó xây tâm mình chạy giống như là trong trống vậy đó, giờ ừ. thì cực giãn trạch, rồi hiểu rõ về nguyên nhân của khổ hiểu rõ về khổ hiểu rõ về con đường và hiểu rõ về nước bàn, giờ thì đây là hiểu rõ hiểu rõ hết chưa? Tiếp tục quan chiếu, tiếp tục học tập, tiếp tục nghiền ngẫm nó sẽ đến chỗ là hoàn toàn hiểu rõ rồi gì nữa Hoàn toàn hiểu rõ chứ mà các khi phải ngồi chiêm nghiệm Cao hơn một bước Là nhìn là hiểu ngay Đây gọi là gì Tiếp cận hiểu rõ Không cần phải suy nghĩ Phải cân nhắc Phải tra từ điển nữa Rồi gì nữa Tâm cơ nhảy biến Tức là chỉ cần Nó lây một chút xíu là mình nhận ra liền Tâm cơ nhảy biến Và Tất cả mọi lĩnh vực Nó trở nên thông suốt Thông suốt rồi gì ha Sâu sắc vấn đề chim nghiệm vấn đề một cách sâu sát gọi là thấm Thấm sát Sức mạnh của sa môn là sức mạnh gì? Thấm sát Thấm sát là sức mạnh của sa môn Sức mạnh đứa trẻ nít là gì? À, là tiếng khóc Sức mạnh của phụ nữ là gì? Không phải nước mát Tức giận Phật nói với ngoại thầy đâu nghe, đừng nói thầy nói này nhỏ ha. Tại sao bởi vì một ngày tới tối là người phụ nữ họ thường khởi lên tức giận nhiều hơn. Và họ lấy cái sự tức giận giống như cái sức mạnh để họ khiến người khác phải 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 phải, phải quy phục. Cũng giống như đứa nhỏ vậy đó, nó khép rế lên như vậy đó, đó là nó dùng sức mạnh của nó. Còn sức mạnh của Sa môn là sức mạnh thẩm sát. Thẩm sát tức là quán sát thấu hiểu sâu xa vấn đề. Đó là sức mạnh của sa môn Các vị muốn phát huy sức mạnh nào Khóc lên là sao Sức mạnh trên nít Mà tóc mình bạc Gọi là hài nhi tóc bạc <laughs> đấy, là, đấy, chưa? Là, đấy chưa Tức là, Cho nên sức mạnh hay là Mình mình sức mạnh nối giận Đàn ông mà nối giận lên là gì à, Sức mạnh phụ nữ <laughs> Đấy chưa Còn nếu nữa... như các vị phụ nữ Mà thấm sát thì sao à, chúng ta đang là sức mạnh của sa môn À, chúng ta hiểu như vậy đó à, như vậy thì ở đây rồi thông duệ thông là thông thông duệ già dạ, cô chưa nói sức mạnh đàn ông là Thầm là thông kinh không có nói thầy chưa biết cái này à, nó nói sức mạnh sa môn à, nhưng mà nhưng mà chúng ta hiểu rằng á là cái chữ là nữ này á là chúng ta hiểu rằng nó là là nữ tính nó không phải là nó không không hiểu nên hiểu là giới tính. Tại vì nữ tính nó khác với giới tính, đúng không à? Tại có những người đàn ông nhưng mà cái giới tính là cái cái nữ tính, giới tính nam nhưng mà nó là nữ tính. Còn có những người nữ nhưng mà giới tính nam. Chứ nói là giới tính là nữ nhưng mà cái nam tính, họ cái, cái 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 tố chất trường phu nam tính họ cao lắm. Cho nên nữ tính là cái nữ tính nó khác với giới tính. À, và khi mà chúng ta học trong kinh thầy đấy ấy, thì khi nối tới nữ là tự biết ở trong đó có nam bởi vì đơn giản là có nữ mới có nam nếu như không có nữ không có nam thành ra khi nối tới nữ là phải nối tới cái chữ đó là cái chữ cái nghĩa nó rộng hơn chứ không phải chỉ cho giới tính là nữ à, thành ra cái điểm này là đa số người ta học người ta hay nhầm lẫn hay nhầm lẫn là nữ đây tức là giới tính nữ Chứ trong trong giáo pháp thời đấy là đức phật không có nói tới cái là giới tính nữ mà đức phật nói là cái nữ tính bởi vì cái tố chất của nữ tính như vậy và ngược lại với tố chất nữ tính là nam tính hiểu chưa hả thì dĩ nhiên chứ bây giờ nếu như không có không có nữ làm sao có nam không có nam làm sao có nữ đó thành ra là nói là vợ mình là con của người ta của mình do vợ sinh ra tính đi tính lại không bà con chi <laughs> mình không mình không thể nói như vậy ha nên là, là là người ta nói nói nói, nói lao cho nó vui thôi nhưng mà chúng ta hiểu rằng là là cái con người người nữ có những người họ 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 họ, họ khơi cái cái trường phu lên Khởi trường phu họ làm làm vua cũng được như võ tắc thiên không biết sao ai nói rằng Võ Tắc Thiên là bà thế này thế kia Nhưng mà ở trong mắt của thầy bà rất tuyệt vời Tại sao đàn ông vua Tam Cung Lục Diễn sáng lên án Mà bà thì sống như mà trì chiếc Trong cái những cái, cái, cái cuộc tình của bà Công việc của bà trong một, một cái xã hội nam tính Mà bà làm vua Nhưng bà tầm thường sẽ làm vua nói mà Chúng ta lo trong đặt trong kinh chúng ta coi Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp Câu đó của ai? Đó Giớ sợ không? Nam tính này, xin mời Làm đi Viết đi cho, nên, cho nên nhiều khi chúng ta nhìn ở trong sứ Nó có dị sứ và chính sứ Và chúng ta thường hay bị ảnh hưởng bởi dị sứ còn không có nghiên cứu rõ về chính sử và tính chất chính trị của nó nữa ví dụ như thế này một hệ thống giới luật của phật một hệ thống giáo nghĩa hoàn chỉnh đến cái chỗ siêu việt mà không có không có hệ thống triết học tư tưởng nào mà hơn các vị nếu như các vị làm vua các vị đỡ cho một cái hệ thống như vậy nó phát triển thành một khối các vị có trị quốc nổi không làm sao trị nổi cho nên thớ buộc nhiều ông vua ông kích thích trong Phật giáo được phát triển thành hàng hàng chục cái bộ phái các tông phái, các bộ phái phát triển lên để chính nó mâu thuẫn, chính nó phân tán ra. Lúc đó ông mới làm vua bình yên chứ. Hiểu chưa? Cho nên không có ngạc nhiên là khi trong lịch sử Phật giáo tại sao một Đức Phật mà có nhiều cái tông phái cho nên Đức Phật từ đầu nói rồi đó là cái nghiệp của hữu tình không phải của ta. Cái nghiệp của con người nó phải như vậy. Nếu như không không chia ra như vậy nó tạo thành một khối cứ tạo một khối rồi thì chuyện gì xảy ra ông làm vua có thể làm vua nối nữa không nối ai nghe đâu mà làm vua cho nên ở đó ở đó chúng ta hiểu là khi hiểu một cái tình huống là chúng ta hiểu cái tính chất của nó nhiều mặt lắm Tức đừng có hiểu theo cái cách linh án như vậy là mình chưa thẩm sát chưa hiểu sâu xa vấn đề ở đây chúng ta có chữ là chữ thông dự là sao Duệ tức là Là hậu duệ Thông tức là thông suốt tức là hiểu tới Ví dụ như là mình nhận diện được cha mẹ Mình còn nhận diện được con cháu Đây gọi là thông duệ Thông cái, cái hậu duệ Bởi vậy cho nên khi hiểu được khổ Và hiểu cái nguyên nhân khổ rồi Thì hiểu tới là cha mẹ khổ sinh ra từ đâu Và gì? Và hiểu tới con cháu chết của khổ nữa Đó gọi là thông duệ đấy những cái pháp nó liên quan liên quan liên quan tới thông duyệt. rồi chẳng hạn như là đạo thông duyệt bây giờ chẳng hạn như là đi 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 hàng pháp đi hàng pháp lúc bây giờ mới có ra nhận cái ngôi chùa trụ trì có mấy anh hàng xóm anh nói anh nói rằng anh về chùa họ nói thầy theo giáo pháp mà thầy xem việc cúng sau giải hạn là cái việc đó là cái việc phi pháp phi luật cho nên thầy thầy cấm Và ai muốn cúng thì coi như là thầy viết cho cái sớ vợ nhà tự cúng cầu siêu cầu an chứ không có tập trung mất thì giờ vì chú trương mình cúng mình không có nhận tiền thành ra mình cũng tránh có cần cái lợi dưỡng mà xương dương chánh pháp nhưng thưa các vị trong cái năm đó Phật tử kéo nhau sang các cái đình, các cái miễu. Bởi vì họ bất an. Họ cũng chẳng có tiếng gì nhiều. Nhưng mà họ sợ rủi ro. Rồi khi tới mấy cái đình miễu rồi. Thì các cái vị khác họ suối, họ bày. Nó qua chuyện khác nữa. Cho nên sau, năm sau bắt đầu thầy mới khắc phục. Là cho làm. Nhưng mà thầy yêu cầu. Là ai vừa chùa. Lễ sám được một tháng Thì thầy mới cúng Còn không mà thôi Có người con cháu đi làm xa Thưa thầy nhà con có Sáu người con Giờ làm sao thầy như con muốn cúng cho sáu người con Có làm sao Nói thì cô lễ sáu lần Mà các vị hương Một ngày bốn thời khóa mà vẫn tới chùa lễ đấy Cái niềm tin nó làm cho người ta lễ Phật Một cách say xưa như vậy đó rồi thầy nói rằng cái lễ đủ như vậy mà thầy cúng một phen mà nếu như mà còn gãy giò thầy cúng lại miễn phí. cho <laughs> nên là nên là, là là ai ai cũng vui hết và họ đến đến cúng đến cúng nhưng mà có mấy anh cái cớ lắm anh nói thầy cúng sao mà sao thầy cúng ở trong chùa Phật sao ngồi trời mà không chịu vô chùa bây giờ mình làm sao đêm mà thở đang ngồi sân bác sao anh muốn cúng ngồi sân anh phải đọc câu chú này mỗi ngày một biến và đọc 3 ngày chú đại bi à đọc về nhà đọc 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 không biết nhưng mà tới khi vô cúng ấy, thì mình đọc chú đại bi đọc tiêu tai các tường thần chú cái đó là cái gì nội dung nó là cái gì phật giáo nội dung đó là phật giáo thôi nhưng mà đêm cứu ngồi trời người ta cũng nghĩ cũng không sao các vị thấy nó mâu thuẫn không à hoàng pháp nhưng đó là gì từ cái niềm tin đó từ 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 nó đi vào trong đạo bởi vì sao bởi vì đó là những cái hạt giống những cái rỡ nhỏ mà nó sẽ dẫn người ta vào trong chánh pháp đó là thông vợ của chánh pháp Nếu như chúng ta đoạn ngay chỗ đây Thì nó không dẫn người ta vào được Có thấy được không ạ? À? Thấy cái điểm thông vợ không? Ví dụ như bây giờ chúng ta đi học Nam truyền, học Bắc truyền Học nay một chút, mai một chút Chính những cái việc làm này Là thông vệ để nó phát sinh hiểu biết Phật Pháp Có đúng phải không ạ à? Nếu như không có những cái môi trường đó làm sao có cho nên cái chữ thông vợ đấy Là nó tạo cái môi trường Hoặc là hậu vợ Hay là từ hiểu biết này Mà mình có thể hiểu biết sang lĩnh vực khác à, Bởi vậy cho nên Ở đây chúng ta hiểu chữ thông vợ Đến chỗ minh giác Minh giác tức là Giác ngộ một cách sáng suốt Không có còn nhầm lẫn nữa Tuệ hành Tức là hành động luôn luôn có trí tuệ Tuệ nó luôn luôn xuất hiện Trong mỗi hành động lời nói Chứ không có còn mơ hồ nữa và cuối cùng là tỳ bác xá na tỳ bác xá na tức là là chánh định ấy. đến cái chỗ là định ở trong ở trong nhận thức không có còn lây chuyển được nữa như vậy đạt đến tầng lớp như vậy thứ lớp như vậy chúng ta gọi đó là chánh kiến nắm được chưa hả như vậy thì sau này chúng ta hiểu là chánh kiến là gì đó là nhận thức của chúng ta khi chúng ta tư duy vừa khổ vừa tập vừa diệt vừa đạo Chúng ta tư duy ban đầu còn chưa có thông suốt Nhưng tư duy hoài, tư duy mãi Học hoài, học mãi Tìm hiểu hoài, tìm hiểu mãi Phân tích sâu rộng Chiêm nghiệm, nghiền ngẫm Quán sát trong cuộc sống, trong việc làm Trong tự thân, trong tất cả mỗi nẻo đời Như vậy Cứ sống lâu ở trong bốn cái phương diện đó như vậy Đến chỗ là gì? Tâm cơ nhảy bén, thông suốt, thẩm sát Thông vệ, minh, minh gì? minh giác tội hành thì bác sanh na à. đến phương diện này thì chúng ta không có thể nào có một cái nhận thức khác đi được cái nhận thức nó đã được quá rõ trong lòng của mình rồi không còn mơ hồ gì nữa không có ai thuyết phục mình gì được nữa cái nhận thức này không thể đảo lộn cho dù đức phật có hiện ra hoặc là không hiện ra đức phật hiện ra nói mình cũng không nghe nữa chẳng hạn như thế này đức phật hiện thân ra Đức Phật nói Này con Hãy lấy tay đưa vào trong ô điện Điện không có giật Ta sẽ dùng thần lực cho điện không giật con Mình có tin không? À, không tin Đó chính là tranh kiến Còn mình còn mới lầm Mình thấy hình như Phật nói Chắc lẽ Phật có nhiều thần thông Cho nên mình sờ tay vô một cái Thì sao? Phật biến luôn mình cũng đi luôn cho nên cho nên chúng ta thấy không cho nên trong cái chánh kiến là mình tin một cách chắc chắn như vậy cho nên sau này hiểu cái chữ chánh kiến là phải hiểu trong cái phạm vi này trong định nghĩa này à, là, anh phải có chánh kiến chưa để mình có chánh kiến chưa <laughs> à, chưa có thì bảo báo người ta có chánh kiến mà chánh kiến cái gì chấn kiến và khổ và tập và diệt và đạo đó là Chánh kiến được chưa hả rồi từ Chánh kiến đó bây giờ chúng ta phân tích một chữ nữa là chấn tư duy chấn tư duy này vẫn là gì vẫn là tư duy vừa khổ cho đến tư duy vừa tập và diệt và đạo tư duy tương ứng tác ấy vô lậu luôn luôn là phải tác ấy vô lậu ha tư duy tư duy tức là mới có ý nghĩ thôi nghĩ trọn vẹn chưa nghĩ một cách hết sức chưa hay là nghĩ sơ sơ thôi nghĩ hết sức hết khả năng của mình đây gọi là gì hoàn toàn tư duy tư duy sâu sát tâm cầu hả tâm cầu tức là chiêm nghiệm như thế nào là khổ nên là tập nhà diệt là đạo mình chưa hiếu mình đã tìm mình học mình lật kinh lật sách ra mình học mình lấy từ điển để mình tra cứu rồi hoàn toàn tâm cầu tức là tâm cầu nhiều khi gặp chướng ngại chúng ta ngừng chưa phải là hoàn toàn hoàn toàn là vượt qua chướng ngại tâm cầu sâu sắc suy xét hoàn toàn suy xét chữ suy xét là chỉ có lướt qua thôi hoàn toàn suy xét tức là gì là nghiêng ngẫm từng câu từng chữ từng lời suy xét sâu sắc suy xét sâu sắc làm cho tâm hoạt động thô nơi pháp đây gọi là chánh tư duy tâm hoạt động thô nơi pháp là sao chẳng hạn như thế nào gọi là pháp điểm phật ít nhất mình nhớ rằng tinh sâu nguyện thiết hạnh thiết phải không nguyện thiết và gì hạnh chuyên ba chữ như vậy tin vào cực lạc tây phương tin vào cái nguyện lực tha thiết và cái hạnh là cái đời sống mình ấy là chuyên cần niệm phật như vậy chúng ta nói nôm na đó là gì đó là pháp môn tịnh độ nhưng mà chúng ta tư duy vào pháp hay là tư duy vào khổ tư duy vào tập Tư duy vừa duyệt, tư duy vừa đạo Hay tư duy vừa xích, vừa thọ Vừa tưởng, vừa hành, vừa thức Tư duy như vậy Đó gọi là tư duy thô Tư duy thô giống như là Chúng ta nhìn thấy một cái ghế Chúng ta biết đây là cái ghế Nó khác với cái bàn Nhưng mà tư duy Tư duy tế tế thì sao Tư duy tế thì sao Tư duy, tế thì sao? Tư duy là, tức là chúng ta quan sát Cái bàn nó như thế nào Hình dáng như thế nào Chẳng hạn như là chúng ta um, đi 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 shopping mua cái áo. Chúng ta nhìn thấy có người mặc cái áo đó, cái kiểu đó mình thấy mình thích. Mình đi tìm cái áo đó. Mình thấy cái áo đó, thấy rồi. Mình cầm lên rồi. Đây là tư duy về gì? Thô. Còn tế là sao? À, bắt đầu quan sát này, cái cổ áo này cái nút áo này cái khuy này cái đường chí nó mày có đều không này hay là chỉ dài chỉ ngắn này nó mày có thẳng không này hay là coi như nó quẹo vọ như con rén bò này chẳng hạn như vậy thì á, rồi cái như thế nào rồi mình ướm thứ rồi mà mặt mình vừa không vừa tay không vừa chân không như thế nào thế nào à, hay là mình 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 đi mình thấy nó thoải mái không à, như vậy tế chưa rồi mình đưa tay lên thấy khó chịu không mình chưa đưa sao biết khó chịu hay không Cho nên là chưa Đúng không à Đó, cho nên mình mặc vô Mình thấy mình sinh hoạt bình thường Nhưng mà khi mình làm việc nó sẽ khác Cho nên cái chữ tế là, tức là Tất cả mọi thứ nó đều diễn ra à, Tư duy Thành ra đây cũng vậy Chúng ta tránh tư duy là tư duy làm cho cái tâm nó hoạt động trên thô Chứ chưa phải là tế nha Chưa phải là tế Nó là trên lĩnh vực của thô thôi Còn tư duy tế là khác à, được chưa hả rồi đã nắm được như vậy thì hiểu thế nào gọi là tránh tư duy rồi phải không tránh tư duy tránh tư duy ở đây á không có nghĩa rằng là, khổ mình biết mình khổ tập mình biết mình tập không phải như vậy hay là thấy như vậy biết như vậy thấy những kiếm biết như vậy. thấy như vậy mà không biết như vậy thì gọi là tà tư duy hay sao ở đây là tư duy là một cái trạng thái nhận thức đúng bản chất của nó nó là khổ là biết chương thật nó khổ chứ không nên nói nó là hạnh phúc bởi vì nói thẳng thế này ở đời sống với cảnh sống với đời sống của gia đình các vị cứ nhìn xem nó có hạnh phúc hay không hả nói vậy chưa đủ nó có chứ mà nó hạnh phúc mong manh, manh nó hạnh phúc thoáng qua cái hạnh phúc mà nó không có ở lâu mà chúng ta để có được hạnh phúc đó chúng ta phải trả giá nó rất là nhiều và ở trong cái hạnh phúc đó đằng sau nó đỡ lại rất nhiều thứ phiền não phải thấy như vậy chứ phải không ừ. rồi à, bây giờ chúng ta chiêm nghiệm chúng ta thấy nó còn cái hạnh phúc nữa đó là hạnh phúc nước bàn hạnh phúc nước bàn là hạnh phúc vĩnh cửu còn cái hạnh phúc mà ở trong ở trong sanh diệt này là hạnh phúc tạm thời mà thôi. Như vậy, như vậy thì ở đây chúng ta chiêm nghiệm chúng ta thấy rằng à khổ. Chúng ta biết chúng ta chưa có đời sống viễn ly nói nhưng chúng ta biết nó khổ. Rồi chúng ta hiểu gì? Chúng ta hiểu tập Nguyên nhân của nó từ đầu sinh ra Chúng ta hiểu diệt Chúng ta hiểu là sau khi chấm dứt nó Nó như thế nào À, chúng ta hiểu con đường nào để chấm dứt thì ở trong những lĩnh vực này chúng ta chiêm nghiệm cho thật là sâu sắc không có nhầm lẫn không nhầm lẫn tới mức là cho dầu Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì chân lý này nó vẫn là như vậy đó mới chính là tránh tư duy à. suy xét suy xét rõ hoàn toàn suy xét suy xét sâu sắc làm cho tâm hoạt động thu nơi pháp thu nơi pháp chứ không phải là nơi phi pháp. Đó chính là gì? là tránh tự duy. Ném được chưa hả? À, đó là những điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm là tránh kiến, gì? tránh tự duy. Tránh kiến là nhân. Tránh tư duy là gì? là quả. Nếu như không có nhận thức đúng đắn thì không thể nào có suy nghĩ đúng đắn. Không có nhận thức chính xác Thì không thể nào có tư duy chính xác Cho nên chánh tư duy Nó là Là quả Và chánh kiến tức là nhân Nắm được chưa ha à, Nhân quả ở trong hai cái pháp này Chúng ta nắm cho rõ Vậy thì mình muốn có được chánh tư duy Mình phải củng cố chánh kiến Tăng trưởng chánh kiến Mà chánh kiến đây là Học theo gì Theo, theo trí tuệ của Phật Trí tuệ của Phật Ngài dạy ở trong tam tạng thánh giáo Chúng ta học môn nào cũng có kiến thức hết Và chúng ta sẽ thấu hiểu về lĩnh vực đó Nhưng mà chúng ta học ở trong chánh pháp Thì chúng ta sẽ hiểu sâu về chánh pháp Chánh pháp của Phật là chánh pháp vô lậu Và Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu tập chứng đắc được Cho nên chúng ta học ở trong chánh pháp của Ngài Chúng ta sẽ chấm dứt khổ đau thật sự Còn nếu như chúng, chúng ta học ở đời thì nó cũng có kiến thức kiến thức chúng ta giúp cho chúng ta sinh tồn ở trong một cái thời gian ngắn ngủi nhưng nếu như không khéo giữ mình thì coi chừng chúng ta sẽ đi vào ở trong cái chỗ tội lỗi hoặc giả dạ, chúng ta có có gom chứa bao nhiêu cuối cùng pháp hữu vi nó sẽ đi khối tâm của chúng ta đi khối đời sống của chúng ta và chúng ta còn lại cái gì chứ là thức tái sanh mà thôi đó là cái bức tranh mà chúng ta đứng xa ra Đến chúng ta nhìn thấy trên cõi trời hữu đánh xuống dưới địa ngục a tỳ và tất cả các hữu tình đều thống khổ trong đó và chúng ta cũng đã từng từng thống khổ như vậy giờ đây chúng ta phát tâm học chánh pháp để chúng ta đi ra hai điểm hai chi phần ở trong thánh đạo Tám chi hôm nay dừng ở đây cảm ơn các vị đã lắng nghe hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bán đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời